Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một ngày của tôi. Vào một buổi sáng khi tôi thức dậy, khi tôi còn đang ngủ, còn chưa thức dậy, thì lúc đó tôi cũng sắp thức dậy rồi. Cái thằng này dậy đi, buổi chiều rồi. Ngay khi tôi thức dậy, tôi đi đánh răng rửa mặt. Nhưng thi thoảng thì tôi lại ngủ tiếp đến ngày hôm sau. Vào một buổi sáng tiếp theo, lần này tôi thức dậy thật. Tôi nhìn đồng hồ thì đã đến 15:30 chiều mất rồi. Tôi phải dậy ngay trước khi hết ngày và tôi lại ngủ tiếp. Tôi ra đánh răng. Lúc đấy tôi quên mất cái kính của tôi thì đang ở trong phòng ngủ, nên chán thật, ngược rồi. Tôi định đi ra ăn sáng, nhưng mà bây giờ đã là chiều rồi nên thôi, tôi không ăn sáng nữa. Vì tôi ngủ dậy quá muộn nên tôi cũng chưa tập thể dục. Tôi quyết định đi ra làm vài động tác thể dục cho nó tốt sức khỏe. Nhưng tôi thấy việc này khó quá nên thôi, không làm nữa. Mệt lắm. Tôi quyết định đi ra uống nước, nhưng trong cốc lại không còn một giọt nước, nên tôi lại phải rót nước. Đây là công việc mệt mỏi nhất của tôi trong ngày. Sau đó tôi sẽ đi làm nốt bài tập. Và tôi là một đứa rất thông minh, IQ 230, thực sự rất là giỏi so với thế giới, nên mấy bài này cũng dễ thôi. Mong là nó đúng. Làm xong bài tập rồi thì tôi nghĩ là tôi sẽ quay video để đăng lên YouTube. Nhưng cái thứ các bạn thấy đã là video rồi nên thôi, không quay video nữa. Tôi quyết định mở máy ra chơi Liên Quân. Đây là trò mà tôi giỏi nhất, cao thủ số 1 vũ trụ đấy các bạn ạ. Thề luôn. Tôi chơi 10 trận mà bị thua cả 10 mới đau chứ. Chán thật. Thực ra tôi chơi giỏi ấy, nhưng mà hôm nay tôi hơi đen thôi. Các bạn thông cảm. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh và
thấy cũng chẳng có việc gì làm, nên tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ sớm. Tôi nghĩ là mình sẽ đi ngủ sớm trong ngày hôm nay, ngay bây giờ, mặc dù bây giờ là buổi chiều. Và câu chuyện của tôi trong một ngày của tôi đã kết thúc tại đây rồi. Các bạn có thấy hay không? Mong các bạn thích. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.